Chào các bạn, nay giới thiệu các bạn là mình sửa cục remote nha các bạn, tức là cái cục remote cho máy iWa mới khớp thì các bạn muốn lấy được cái này thì các bạn sử dụng cái thứ nhất là cái cây nhíp các bạn. Đó, các bạn đưa sát vô đây nè. Các bạn đưa sát đây các bạn lẫy, lẫy nó ra bắt đầu nó từ từ các bạn cạy theo cái nắp này các bạn. Và cạy ra là bình thường các bạn, xong rồi các bạn lấy nó ra. Hồi nãy mình không có quay lại video cho các bạn xem. Nhưng mà cái cách thức là lấy như vậy các bạn, ở đây nó không có ốc dít gì hết, hầu hết là ngàn từ những cái thanh nhựa thôi các bạn. Đó, thì ở đây thì chút xíu các bạn vệ sinh lại thôi, đơn giản ngay chỗ này thì các bạn có thể dùng nước các bạn chùi gọi là cồn đó các bạn. Còn đây là cái mạch của nó các bạn, thì chỗ này các bạn thấy là nó chỗ này nó xét hết trơn, xét bằng lại hết trơn. Thế là để mà xử lý được cái này nè, không để xử lý được cái này là mình đang định dùng cái xe tự chơi của con của mình đó các bạn, thì lâu rồi nó không xài thì nó cũng dùng cụ năng của lốc đây. Thế mình đang lấy cái độ là phận này ra nè các bạn, đó các bạn lấy cái bộ phận này ra các bạn lắp vô trong kia. Ở đây nó là một cái cặp này nè các bạn, một cặp này nè, đây là một cặp này, đây là cặp này, các bạn lấy hai cặp này các bạn thế vô hai cặp bên này bên sau, còn lại là các bạn chỉ cần hàn lại cái dây thôi các bạn, hàn lại cái chấu này như là xong rồi các bạn. Thì tiến hành các bạn lấy cái này ra đây, để tiến hành thì các bạn lấy cái này ra đơn giản, nâng niu như nâng trứng các bạn, còn không mấy chỗ này nó xét rồi, nó xé nó dướng đây nè, nó dướng đây là các bạn không làm được gì ha. Để mình xem cái mạch nó còn tốt không nha các bạn. Rồi đây hầu hết là xét các bạn, hầu hết nó xét cái chân các bạn, còn lại cái mạch rất ok các bạn, mạch rất là đẹp luôn ha, mạch rất là đẹp ok luôn các bạn. Chỗ này cái chấu các bạn, cái chấu của nó rất là đẹp luôn ha, chấu chì của nó còn rất là đẹp. Coi như là trong trường hợp này nếu mình lắp vô mình lấy lại mình xài thì ok các bạn, đẹp. Còn cái này cái mạch của nó nè, mấy cái nhựa của nó nè rất là đẹp luôn. Ok, mình lấy nó ra luôn nha các bạn. Ở đây nó bị dơ này không có đề gì hết. Dơ này các bạn lấy đồ các bạn đánh nó ra như là không sạch thôi các bạn. Lấy cái bằng chải đánh răng á, thấy không? Còn ngay chỗ này các bạn lấy bằng chải đánh răng các bạn đánh thôi. Chỗ này cũng vậy. Thế thì ở đây là mình sẽ tiến hành lấy cồn mình xử lý các bạn. Lấy cồn xử lý. Cho lẹ, cồn sẽ tẩy nhanh hết mọi thứ này luôn, cồn làm lẹ hơn. Còn nước thì bình thường các bạn ở nhà không có cồn á, các bạn lấy nước các bạn làm. Alo. Đây các bạn, đây các bạn dùng chai cồn này, cồn 70 độ gì đó, các bạn cũng có thể các bạn mua ở ngoài các bạn có các bạn. Còn đây là các bạn sử dụng đây là xét nè, xét thì các bạn phải dùng cái này xét là nó từ sắt các bạn, phải dùng đồ các bạn cạy nó ra nha, cạy nó ra mới ra, còn mấy nó không ra đâu. Cái này xài một thời gian cái chất axit ở trong cục pin nó ra và thấy nó ghê không, quá trời luôn, sét nó làm ăn sét mấy cái đồ sắt hết, thường mấy cái lít xo là nó còn sắt. Dạ, thường mấy cái lít xo nó còn sắt luôn. Còn các bạn rửa cũng được bình thường hết.
hết cái cục remote và theo máy các bạn. Một là các bạn phải cố gắng các bạn vệ sinh lại, hai là các bạn phải tìm cái máy là cái máy cũ các bạn. Chứ cái máy đời mới bây giờ, cái máy này hiệu Aiwa các bạn. Aiwa thì bây giờ cái dòng Aiwa bây giờ mình thấy nó không còn hiện ở trên thị trường các bạn. Thấy bây giờ hầu hết là Sony, Samsung gì đâu không ạ. Còn mấy cái này mình không thấy luôn các bạn. Cho nên các bạn đi tìm mấy cái đồ này hầu hết là tìm đồ cũ, cái đồ mới không có. Muốn mua tiền cũng đỏ mắt thì thôi các bạn tự vệ sinh lại cho lại. Đúng không? Chứ chi cực khổ vậy. Móc ra hết nha các bạn, chứ nhiều khi để vô cái xét xiết là ngậm mình vậy. Xét xiết này nọ mình cũng không thích nữa các bạn. Vệ sinh luôn cho nó sạch sẽ này. Nên vệ sinh cồn, tại vì cồn xíu nó sẽ bay hơi sớm, nghe không các bạn. Rồi các bạn nếu vệ sinh nước thì các bạn phải lau khô, xịt khô cho nó. Cồn thì nó có khả năng bốc hơi lẹ nữa. Này các bạn thấy không, ok rồi đó ha. Dùng thêm một số nước này các bạn chùi lại các bạn. Bạn vệ sinh mặt nó ok thôi các bạn. Bạn đơn giản các bạn. Nếu mà không liên quan gì tới mặt biết thì các bạn nhà em yêu khoa học các bạn tháo ra các bạn vệ sinh thôi. Nó đơn giản các bạn. Không khó nha. Ở đây mục đích làm gì cho cái cây này nó khô đó các bạn. Cây này nó khô thôi. Mau khô đó. Để mình bị vệ sinh phút trên này nè các bạn. Vệ sinh thuốc như nào, nói chung phải vệ sinh thế này cho nó sạch. Và chút xíu mình bỏ cái miếng nhựa lên được chưa. Rồi còn cái mặt này các bạn sử dụng cái khăn giấy ướt á, quần lao cái này nó sạch sẽ liền. Khăn giấy ướt á, trong cái khăn giấy ướt nó có cái loại chất nó hơi tẩy các bạn, nên các bạn lao vô là nó cực kỳ sạch luôn. Các bạn thấy không, mình làm qua phát là nó khô liền các bạn. Tuy nhiên còn mấy cái xét á thì đương nhiên nó phải dính rồi các bạn. Nó dính vô trong cái phần nhựa của mình. Ráng chà nó cũng không ra đâu. Đây nè các bạn thấy nó ra cái bẩn không? Cái bẩn sắt đó các bạn. Thì chút xíu các bạn làm sao các bạn phải dọn. Cái này nó dọn sạch sẽ lại nha các bạn. Rồi. Rồi. Tiếp đến là các bạn vệ sinh luôn cái này, sẵn tiện mình vệ sinh luôn, phủi bụi luôn cho nó sạch luôn các bạn. Chứ chút mình cũng phải phủi à, làm luôn một lượt. Rồi sau mình bỏ cái tờ giấy lót luôn các bạn, cho mọi thứ nó sạch sẽ, đẹp đẽ. Nè các bạn thấy không, chùi lại phát một là đẹp liền hết các bạn. Rồi còn cái này thì các bạn dùng cồn các bạn đẩy nó ra thôi. Nó đi con. Dùng mấy cái đồ nhựa này các bạn dùng cồn được không sao hết không được, dùng cồn tốt. Nó không có chảy nhiều các bạn đâu ha.
xem nha các bạn. Đó, lau rất là sạch sẽ liền các bạn. Đó, sạch sạch liền ha. Rồi các bạn thấy sạch sạch sẽ chưa? Được chưa? Còn cái này thì chút xíu sử dụng cái giấy giấy ướt mình lau nha. Thì nó xong xuôi hết mình lau luôn được, lau bề ngoài. Ok nha. Rồi còn thêm miếng này nữa các bạn. Ây, vệ sinh cũng khá nhiều. Rồi các bạn dùng thêm một lần nữa vệ sinh. Cái này các bạn còn thì các bạn đẩy hai lần thì nó mới sạch nha. Đẩy một lần thì nó không sạch đâu. Còn nó tẩy cũng khá là nhanh á. Không ăn da tay các bạn nha. Rồi ok. Còn ngay chỗ này thì các bạn có thể cắt luôn cái mặt ở chỗ này cũng được. Cắt luôn các bạn, sau đó các bạn hẹn lại sao ha. Mà đây nó dính luôn. Đây nó dính. Thì không sao các bạn để đây à, khi mà các bạn cần thì các bạn vệ sinh lại, các bạn đánh. Các bạn đánh đánh cho nó không tan á, được chưa? Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief.